Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ước mơ khát khao riêng. Với người nhạc công nhạc sĩ Nguyễn Minh Thu, hội nhạc sĩ Việt Nam cũng vậy. Với anh, niềm đam mê bất tận chính là âm nhạc, một môn nghệ thuật mà anh đã gắn bó hơn 2 thập kỷ qua. Nhân kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3 tháng 9, chúng ta cùng gặp gỡ người nhạc công nhạc sĩ ấy qua phóng sự sau. Mặt trời lên, con chim bay tìm đàn. Chính thức gia nhập Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, nhạc công nhạc sĩ Nguyễn Minh Thu hiện đang công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng cũng đã khẳng định trong làng âm nhạc Việt Nam khi mới đây ca khúc Chuyện tình cao nguyên của anh đã đoạt giải B tại Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Từng ngọn núi in dấu chân cha, từng dòng suối có tiếng hát mẹ. Đây chính là thành quả ban đầu của người nhạc công khi dấn thân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc. Ca khúc Chuyện tình cao nguyên được anh sáng tác dựa theo sự tích chuyện tình về Lang Biang huyền thoại. Cũng khoảng cách đây 10 năm thì tôi cũng có đi học, thi vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, thi vào khoa sáng tác. Thì trong quá trình học thì tôi cũng sáng tác một số tác phẩm, nhưng mà thực sự là công việc chính của tôi là làm về hòa âm phối khí, rồi tôi làm phòng thu âm cho các ca sĩ trong khu vực Đà Lạt và trong tỉnh Lâm Đồng. Thì cái ca khúc Chuyện tình cũng rất vinh dự là Chuyện tình cao nguyên được giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhân liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên vừa rồi. Thì cái ca khúc này thì tôi viết vào năm 2006, và cái nội dung về ca khúc này là nói về cái chuyện tình Lang Biang. Từ hồi xưa lúc vào đây tôi nghe về cái câu chuyện tình Lang Biang, và từ đó thì tôi cũng suy nghĩ viết một ca khúc về cái câu chuyện đó, và từ đó là hình thành ra ca khúc Chuyện tình cao nguyên này. Sinh ra trong gia đình có 4 mẹ đều làm nghệ thuật, vì vậy anh đã được kế thừa cái gen nghệ thuật từ 4 mẹ và cứ thế nuôi dưỡng những cảm xúc âm nhạc bất tận trong anh. Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc từ rất sớm, và Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng chính là nơi chấp cánh nuôi dưỡng khát vọng của anh. Ban đầu anh là một thành viên chơi trống, sau đó anh thử sức trong vai trò là một nghệ sĩ đánh đàn organ với nhiệm vụ hòa âm phối khí cho các ca khúc sáng tác mới của các nhạc sĩ trên địa bàn Lâm Đồng. Riêng về lĩnh vực sáng tác ca khúc mới được anh thử sức từ vài năm trở lại đây, và ở lĩnh vực nào anh cũng nhiệt tâm hết mình với đam mê. Thật mà nói, để mà làm giàu bằng cái nghề này thì rất là khó. Mà mình đây là mình lòng yêu nghề, đam mê thì mình theo đuổi nó từ hồi đến giờ, là có thể đến hết cuộc đời này. Rất may mắn là có cơ hội được cộng tác với Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm, thì cũng được làm việc với nhạc sĩ Minh Thu. Thì qua quá trình làm việc thì cũng thấy rằng anh Minh Thu là một người rất nhiệt tình và rất có năng lực trong công tác. Ngoài công việc sáng tác thì anh còn hòa âm phối khí và đôi khi còn hát nữa. Vâng, đó cũng là một trong những cái tài năng của anh. Trong quá trình tập luyện thì anh cũng rất giúp đỡ những ca sĩ trẻ cũng như là tất cả các bạn trong đoàn để có thể hoàn thành được cái công việc của mình. Với niềm say mê âm nhạc vô bờ bến, có lẽ vì vậy mà bất cứ lúc nào, ở đâu, nhạc công, nhạc sĩ Nguyễn Minh Thu cũng có thể phát huy được khả năng âm nhạc. Tuy chưa gặt hái được nhiều thành công lớn, nhưng chặng đường hơn 20 năm gắn bó với niềm đam mê, với anh, đó luôn là những khoảnh khắc thăng hoa và vui sướng, vì được sống, được nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu với âm nhạc.